Em Trường Ô Tô 62 Ô Tô Gầm Cao Hà Nội xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng đang theo dõi review xe, review những chiếc xe đang được bày bán bên trong cửa hàng Ô Tô 62 để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tiện tham khảo qua màn ảnh nhỏ trước khi qua bên em xem thực tế những chiếc xe đang được bày bán bên em quý vị nha. Mời quý vị cùng em Trường đi vào bên trong để chúng ta khám phá những chiếc xe đang được bày bán bên em ạ. Mẫu xe đầu tiên em Trường gửi tới là một mẫu xe SUV của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe. Với chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhưng mang form dáng của 2022, lăn bánh 7.000 km, một chiếc xe siêu siêu mới quý vị nha. Với bản xăng đặc biệt. Xăng đặc biệt quý vị nha. Ngoại thất màu đen và nội thất là màu đen. Thì chiếc xe đang được bày bán bên em với mức giá chỉ nhô 1.1 tỷ quý vị nha. Một mức giá quá tốt so với một chiếc xe siêu siêu một lượt quý vị nhé. Chiếc tiếp theo em Trường muốn gửi tới quý vị là một chiếc xe của nhà sản xuất Honda. Đó là Honda City với bản RS, năm sản xuất 2021, xe lăn bánh 3.000.000 km, mang biển số thành phố. Ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Một chiếc xe rất rất là mới quý vị nhé, với nước sơn zin còn gần như cả xe. Nội thất thì rất là mới quý vị nha, đang được chào bán bên em với mức giá cũng chỉ nhô 500 triệu quý vị nha. Toàn những mức giá rất là tuyệt vời khi với thời điểm hiện tại xe ô tô đang rất là hạ rất nhiều so với thời điểm trước quý vị nha. Mẫu xe tiếp theo vẫn là một chiếc xe Santa Fe với năm sản xuất 2021, mang form dáng của 2022. Nhưng chiếc xe này là bản Premium xăng quý vị nhá. Thì xe lăn bánh được 2.000.000 km, một chủ từ mới. Ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu, đang được bày bán bên em cũng chỉ nhô 1.1 tỷ quý vị nhá. Toàn những mức giá rất là tốt. Và với một chiếc tiếp theo em Trường gửi tới là một mẫu xe của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda 3 quý vị nhá. Với năm sản xuất 2017, xe lăn bánh 5.000.000 km, ngoại thất màu đen, nội thất màu đen, ngoại thất màu trắng. Thì mang biển số thành phố, đang được chào bán bên em với mức giá cũng chỉ loanh quanh 500 triệu quý vị nhá. Mời quý vị đi vào bên trong để chúng ta đánh giá những chiếc xe đang được bày bán bên em. Vẫn là Hyundai Santa Fe. Và chiếc này là chiếc xăng đặc biệt với năm sản xuất 2021. Mang form dáng của 2022, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da hai màu. Thì đang được chào bán bên em với mức giá cũng chỉ loanh quanh 1.1 tỷ quý vị nhá. Loanh quanh 1.1 tỷ thôi. Và lăn bánh 2.000.000 km quý vị nhá. Mẫu xe tiếp theo là một mẫu xe cỡ nhỏ của nhà sản xuất VinFast. Đó là VinFast Fadin với bản Bay. Năm sản xuất 2021, xe lăn bánh được 8.000 km quý vị nha. Thì đang được bán bên em với mức giá rất tốt, chỉ ngoài 300 triệu quý vị nha. Một chiếc xe với form dáng và chất lượng của châu Âu nhưng mang thương hiệu của Việt Nam quý vị nha. Với một chiếc tiếp theo là một chiếc Mazda, và chiếc này là chiếc Mazda CX-5 với năm sản xuất 2016, bản 2.5 một cầu, ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, xe lăn bánh 5.000.000 km, mang biển số thành phố. Thì biển số thành phố thì quý vị và các bạn sang tên về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển, và đang được chào bán bên em với mức giá cũng chỉ nhô 600 quý vị nhá. Và với đến với những chiếc xe tiếp theo đang được bày bán bên em để quý vị và các bạn tiện theo dõi, và cam kết với quý vị và khách hàng là toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review và đang gửi tới quý vị thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết chân xay là nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nha. Bên Auto 62 là một trong những đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe lướt và siêu siêu lướt quý vị nha. Cam kết là toàn bộ những chiếc xe là không bao giờ có lỗi nhỏ quý vị nha. Một chiếc tiếp theo là một chiếc SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Kia, đó là Kia Sorento với năm sản xuất 2014, bản full xăng quý vị nha. Ngoại thất màu đen, nội thất màu đen, xe lăn bánh được 7.000.000 km, một chiếc xe rất là đều, xe mà rất là mới quý vị nha. Cũng chỉ giá chỉ nhô 500 triệu, một mức giá quá tốt cho một chiếc xe 7 chỗ quý vị nha. Với một mẫu xe 7 chỗ tiếp theo là của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Fortuner với phiên bản số tự động một cầu máy xăng, năm sản xuất 2020, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị nha. Ngoại thất màu trắng và nội thất là ghế da màu đen. Thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 900 triệu và lăn bánh 1.000.000 km, một chiếc xe rất mới
với sơn zin còn gần như là cả xe quý vị nha, nội thất thì siêu siêu mới. Một chiếc tiếp theo em Trường gửi tới là một chiếc xe của nhà sản xuất Kia, vẫn là Kia Sorento, nhưng chiếc xe này là chiếc xe mang form dáng của 2021 quý vị nha, bản premium phun dầu quý vị nha. Xe thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ mốt, xe chạy loanh quanh chỉ ngoài 1 vạn km quý vị nhé. Và đến với những chiếc xe tiếp theo đang được bày bán bên em là một chiếc xe của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda CX-5 với năm sản xuất 2018 bản 2.5 một cầu, xe lăn bánh 5 vạn km, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Một chiếc xe bản 2.5 là một chiếc xe bản đủ và rất là hiện đại, và option thì là miên man quý vị nhé. Cũng chỉ chào bán bên em với mức giá nhô 700 một chút, một mức giá rất tốt cho một chiếc xe Mazda CX-5 2018 bản 2.5 một cầu mà mang biển số thành phố quý vị nhé. Với một chiếc tiếp theo là một chiếc vẫn là Santa Fe, với chiếc Santa Fe sản xuất 2022 bản premium xăng quý vị nhé, bản premium full xăng, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da hai màu, thì lăn bánh được 2 vạn km một chủ từ đầu. Đang chào bán bên em với mức giá loanh quanh 1 tỷ 2 quý vị nhá. Loanh quanh chỉ 1 tỷ 2 là quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Và đã được rẻ hơn rất là nhiều so với một chiếc xe mới chưa lăn bánh trong cửa hàng quý vị nhá. Với một chiếc tiếp theo là một mẫu xe của nhà sản xuất Toyota, đó là một chiếc Toyota Fortuner. Nhưng chiếc này là bản Legender quý vị nhá. Legender bản 2 cầu, với ngoại thất màu đen, nội thất màu đen, xe lăn bánh 1 vạn km. Một chiếc xe full option và một chiếc xe hiện đại nhất của Fortuner quý vị nhá. Thì đang được bày bán bên em với mức giá cũng chỉ loanh quanh nhô 1 tỷ 3 một chút quý vị nhá. Đó là quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Và toàn bộ những chiếc xe em Trường vừa review lên thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước. Máy móc kêu chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản. Và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Quý vị có nhu cầu và cần hình ảnh những chiếc xe cụ thể nào thì hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường hỗ trợ và tư vấn và giải đáp quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 quý vị nhé.